tháng 2 tuần em vô chậu lại á, thì cô chú anh chị về mình tưới để cho mát, mình tưới thêm kích rễ tuần khoảng 2 lần để khi nào mà cái chồi non này nè thành lá già rồi cô chú anh chị hãy đem trồng ha. Me rất là dễ sống luôn ạ. Trong quá trình vận chuyển mấy cái chồi non có thể bị dập gãy, mong cô chú anh chị thông cảm. Me nó dễ đâm chồi mới lại lắm ạ. Cây đầu tiên có mã số là 281. Em đo cái hoành củ trên đây là 35. 35 ha. Còn em đo hoành thân của nó, hoành thân là 17, chiều dài là 30, mã số 281. Em xin giao lưu là 550, em bao ship ạ. Cũ ở dưới đây là 33, hoành thân là 15,5, chiều cao là 30, kính bầu là 18. Mã số 282, 550 em bao ship ạ. Mã số 282. Hoành thân đây là 14, chiều cao là 40. Mấy cây này nó cũng đang đâm mục, đâm chồi lại rồi nè. Mã số 283, 450 em bao ship ạ. Mã số 283. Hoành cái củ đế là 34, hoành thân là 13, chiều cao là 37. Mã số 284, 450 em bao ship luôn. Hoành em đo cũ này là 30, hoành thân là 14, chiều cao là 27. Mã số 285, 400.000 em bao ship ạ. Mã số 285. Hoành cũ này là 25, hoành thân là 15, chiều cao là 35. Mã số 286, 400.000 ạ. Hoành cũ dưới đây là 35, hoành thân là 15, chiều cao là 35. 287, 600.000 ạ. Mã số 287. 288. Mấy cái chồi non có thể bị dập gãy nhưng không sao, về nó sẽ đâm chồi mới lại nha cô chú anh chị. Mã số 2.
288. Hoành củi đây là 40. Hoành thân cây này là 19. Chiều cao là 40. Mã số 288, 750 ạ. Mã số 288. Hoành ở đây là 24. Hoành thân trên đây là 17. Chiều dài là 37. Mã số 289, 600.000 ạ. Mã số 289. Mã số 290. Hoành cũ em đo ngay đây là 35. Hoành thân là 13. Chiều cao là 25. Mã số 290, 500.000 ạ. Mã số 290. Hoành cũ là 27. Hoành thân là 13,5. Chiều cao là 25. 291, 400.000 ạ. Hoành thân nó là 12,5. Chiều cao là 30. Kính bầu là 17. Mã số 292, 400.000. Mã số 292. Hoành cũ là 26. Hoành thân là 14. Chiều cao là 37. Mã số 293, 500.000 ạ. Mã số 293. 294. Hoành cái đế em đo ở đây là 28. Hoành thân là 13,5. Chiều cao là 30. Cây này cũng đang đâm chồi nè. Mã số 294. Cái này 500.000 em bao ship ạ. Hoành cũ đây là 33. Hoành thân là 21. Chiều cao là 42. Mã số 295, 650 em bao ship. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem. Mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị qua số điện thoại là 0829 160 355. Dạ em xin chào.